Hello anh em nhé, hôm nay là ngày thứ 30 và tác phẩm này thì đã hoàn thiện xong phần phác hình anh em mình ạ. Và đây tất cả những cái phần bao nu này, này em đã phay hết ra rồi để khoe những cái mắt nu này rồi anh em mình nhé. Đây này, anh em mình cùng ngắm với em cái form tượng ạ. Bên dưới này là cái quả nu to nhất này. Này cái phần bao tiền này, bên dưới này cũng có một cái phần bao tiền nữa này. Đấy, chum tiền luôn anh em mình nhé. Rất nhiều những cái đồng kim tiền. Bên này có cả chú rơi này. Chú rơi này thì để cái da nu tự nhiên luôn này. Đẹp chưa? Đây anh em nhìn với em nhé. Gỗ này rất là chắc luôn. Anh em nhìn thấy tạc vào những cái đầu tom gỗ này, mà cái đầu tom gỗ này rất là mịn nhé. Đây này, đang mọc đấy ạ. Cái này mà xi lên này rất là đẹp. Đây anh em mình cùng ngắm với em nhé. Đây là tổng thể này, xung quanh bên dưới này. Bên này có chụp đào này, bao tiền xung quanh này. Ui dồi ôi, bức này là nu cả trước cả sau anh em mình ạ. Đây ạ, nu cả trước cả sau nhá. Cái sợi dây này mà làm anh em nhìn này, buộc cái chụp đào này, và cái chụp đào này, cả cái chụp này nu hết. Anh em mình cùng chờ đợi khoảng 1 tháng nữa thì tác phẩm này sẽ hoàn thiện xong phần gọt anh em mình nhá.